Hello cả Alo em, kính chào. nhà, xin chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Mà Đầy Sa nha. Hôm nay mình ăn sáng, cả nhà ơi, ăn sáng nha, trứng gà với lại uống sữa. Sáng sớm quá mình ăn sáng không nổi cả nhà, không ơi. Bao à? Nếu mà đi hàng hóa trước đi anh nghe xưa chẳng hạn cái xưa sử dụng cầm công là bà sổ tan sử dụng tan nào cũng còn là trong cầu chi rồi nhà nấu sữa cái đấy đi sư phong ăn bánh cả nhà ơi, bữa nay quên gắn nút cho chồng mình, không biết ổng nói có nghe không. Sao nó ố ngộ ngộ nè, mình tiêm xong á cả nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên, ngày đầu tiên đi tiêm về, cái tay của mình hơi bị nhức nhức cả nhà ơi. Cái tay của mình hơi bị nhức nhức. Còn được hít hít được sắt hay không á thì mình hít rồi nó không có hít cả nhà. Cái tay nó hơi bị nhức nhức. Quên số quy định không nhiều thôi mà. Chồng mình thì không có bị nhức cả nhà. Cảm thấy hơi mệt mệt một xíu. Nói chuyện á, cái cổ họng nó bị khô. Rồi không có gì hết á. Với lại hơi bị nóng xíu cả nhà. Uống nước dừa, hôm qua đi đi về xong á cái mua 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 4 chai dừa. Để đó uống. Ở Việt Nam mà nó nghe nói rầm rộ là tiêm ngừa vaccine xong mà không được ăn trứng gà, không biết ai đồn, không biết người ta ăn trứng gà để cho có sức đề kháng, có kiểu gì trứng gà trong trứng gà chứ omega đó cả nhà, trừ khi mình sốt thôi, mình sốt là mình không được ăn trứng gà, tại vì sốt á bình thường á cũng vậy nữa chứ không phải là đợi tới chích, mà mình sốt á mình ăn trứng gà là không biết sao đó mà nó sốt cao hơn. Tại bạn của mình á nó đi 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 khám bác sĩ á. Đi khám bác sĩ á. Bác sĩ nói là bị sốt á, con của nó chứ hồi lúc đó con của nó bị bệnh á, là bác sĩ nói á, sốt là không được ăn ăn trứng gà, ăn trứng gà là sốt nó không có giảm mà nó tăng lên, cái nó mới không tin, nó mới cho con nó ăn trứng gà thử, ai dè sốt thiệt cả nhà, chứ sốt á là chứ không phải tiêm cái này xong là ăn trứng gà không được. Còn bệnh viên nám na sô hình to những chuyện tại trên của nữ su chi tan chúng mô tờ trên cái diễn dạng à tài liệu xin xưa diễn dạng tham bệnh vô tổ nã lì nã lì chuyện đó ô tham bệnh hình to lẫn su lại chuyện mà cái su pu nữ xưa long 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 sống mà xem tài liệu trên gì chứ sẽ diễn dạng cái công gì mà chồng mình để trứng gà với lại nước tương với lại tiêu của cái nhà ảnh ăn theo ở bên đây á, người ta ưa luộc trứng gà xong cái người ta để tiêu để nước tương vô á để ăn với bánh mì sandwich. Sen na thưa ha mình chèn khởi gì suy thè á. chị cho một thế là cái chị ấy phải chị cho chị hiểu chị mình để mà nó không có hết cả nhà, chồng mình để nó cũng không hết nữa, cười chết luôn, mới vô để sợ bị điện giật, ai về nó không hết.
还怕这个？哈？还去吗？也是鸡蛋啊。好吃是不好吃，是红那个红色才懂嘛。好不不够了，当然hết muỗng hết hết sắt đồ mà ông kia ông tức ông ấy hết đâu mà hết thử coi đấy cái thùng sắt bự rồi hết không biết à không mà mình cảm thấy thiệt luôn mà hào sứ thay rồi hắn rồi phân gì bán cho hậu phân hủng rô rồi tùng mà nếu như mà hết được á mình tiêm xong á mình đi ngang gặp cái sắt cái mình hết vô cái sắt rồi cơ thể của mình á cả nhà mình ngủ á ngủ thiếu ngủ á cả nhà lúc trước á mình đụng vô sắt là điện trực mình luôn á làm tắt tắt á mình nha mà thiếu ngủ á nha cơ thể ai cũng vậy trơn thiếu ngủ là bị vậy á chồng mình mở tivi hả là mình đi lại tới đó là tivi nó lên không nổi luôn chứ không phải đợi tiêm xong rồi mới hít được này kia đâu ngủ không đủ giấc là bị điện giật cả nhà thử trong vòng thử một tháng trời nha không ngủ đủ giấc đảm bảo hết cả nhà nó giật nha tạc tạc luôn á nó giật mà nhảy như ภาพตั้งชิงเชียวชื่อตามชิงชิงเรื่องของเขาเป็นหมายเป็นหมายที่เคยยังใช่เขาน้องท่านชื่อจียังเดี๋ยวว่าท่านเป็นยังอะไรมาแล้วจริงมันอู้รู้มั้ยเอ๊ะอู้หมูก๊อกก็อ่ะngũ cốc đậu á nhiều loại hạt đậu á sáng thì mình uống này họ xay ra họ làm mà diễn kêu bằng ngũ cốc đậu ha 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 mình phá một trứng gà bộ phấn vừa chèn vừa tư chèn quá phụ lũng phung ở chèn xưa dù cái đèn phù cam bác sĩ nói á dáng ăn uống đầy đủ trong những cái ngày mà mới chích gì à vì chồng của mình cũng vậy á Ê, hôm qua vậy đi trượt đi chích việc cái mình có mua gì bao tử hành tiêu ăn ở đó tốt lắm bổ lắm cả nhà mà trong khi đó bác sĩ người ta kêu đừng ăn đồ nóng mà bao tử hành tiêu nó nóng bà cố nội cha luôn không biết phải ăn cái đó xong rồi bị tắc tiếng không thì không biết đau quá không á cả nhà cái uống một trái dừa này cái làm gì nữa ta mua nửa con gà na cơ chỗ thì em sầm chi à nó có bánh cơ chi không à bánh cơ bò diện giống diện bò ngoài giống cục chu diện cục cây à diện cục cây mỗi cục phải diện cục á nó cho nó cơ chai dĩ bào su miễn thôi nó su còn bánh xi dĩ bào nửa con gà 20 đồng mà xè ra có một bàn tay một bà lắc mẹ rồi cái đùi với cái cánh nửa con mà không biết ám ảnh bàn tay của chồng mình là bự bàn tay của chồng mình là bự đó yên cao vừa tới xù quá là của xương miệng tới xù 20 đồng ăn muốn nuốt luôn xương
bán mắt đó cả nhà. Mà lần đầu tiên mình ăn mắt như vậy á, không phải là gà này mình không có ăn qua, mình cũng ăn qua đó, mình đi du lịch với gia đình chồng mình á, cái đi ngang Vĩ Bào cả nhà, cái chỗ đó bán nổi tiếng, cái vô chẩm mua về, con cũng đâu có mắt đâu. Mặc dù mình ra bên mạng thấy sức khỏe nha. Đi chơi. Ở sức khỏe đi chơi. Ta xe. Đi ta xe. 20 đồng, cỡ 20 đồng. Con bự luôn á. Mã này nữa con hánh thằng ơi. Con phân phân cho chi hả trăm thằng. Không có lâu chậm. Biết sao cả nhà? Họ cắt á. Ai mua một, ví dụ như một con không, ai mua trước á thì được cái con mà không có bên bên đầu kia vậy đó, bán vậy đó. Wow, sao không có cả chuyện này chứ? Đi chơi sư sư khoa. Nếu còn nãy chứ hả? Và khai cái chuyện của chúng ta cũng là không biết chuyện nào anh chị. Này mấy quân che sẻ. Quân nào á? Này mấy quân sẻ tao trắng sẹo á. Bó tay luôn. Mình mua gì á, gà nó dạng như nó hầm thuốc bắc vậy cả nhà, nó quấn với bạc muối nè, với lại thuốc bắc á, nó quấn là nó hầm á. Mình nói bữa nào mua đi rồi mình làm nó ăn còn ngon nữa. Mình nghĩ là đi tiêm gì ăn vậy cho bổ, ai về bổ đâu, chưa tới xuống cổ họng nó bổ đâu. Mình chưa có nghe mà bán rất chí, bán rất chí là bổ là. Nó chỉ là khi xuất giảm chăn nữa. Tôi cơ lì bay khi mà. Thì à. Đúng không? Khi mà phải là hồi lâu á. Mày chỉ à? Ừ. Vì mới xuất mạng đó cơ à. Sự à. Anh tưởng đâu mình kêu ảnh lại chỗ đó mua. Ui là trời. Nhớ mà vừa xuất ảnh. Chứ à. Tỉnh xe thằng giá sử thôi. Ui ui tiền sâu sao đâu á. Vâng ơi giá sử chứ. Ví dụ sao mà. Luôn á, luôn á. Tăng biên chủ. Phan Minh Chủ. Khu Phan Minh Chủ hoài á. Em sẽ bán nó. Để anh chiếc khẩu nó cựa vào liệu vào. Anh mua nước dừa cả nhà. Mua dừa nguyên trái mà mua non á. Cái để ở ngoài á. Nó bị xịt nước ra. Nó non quá nó mau hư. Hỏi thì ăn không? Không. Để xuống cũng ăn. Do học cái này do bài học đó. Nhìn mày trên này. Quần mình mày sao? Cái dáng đó gì à? Ừ. Anh thẻn này. Thẻn? Ngày xưa xa siêu, ngày chèn được bố thẻn. Xa siêu bố lắm rồi, bị ngay cho chợ. Bé tình tổ tổ. Bé tình. Sao khó? Bây giờ? Nhớ rồi, bé tình sao? Đến che nã này xưa hay chuyện. Đa sang lại như thùng. Nhìn Huy mà. Vì sĩ Huy, Huy thẳng hay lại là thùng. Uống về nạp năng lượng nghe nha. À, vì chồng mình nói trong thời gian mà tiêm á, mới tiêm á, đừng có nên ra ngoài ở nhà. Mình kêu chồng mình tuần sau ha, muốn đi chợ á, tuần sau ha đi, chứ bây giờ mới tiêm cơ thể mình yếu á. Có nhiều bạn hôm qua mình có đăng lên Facebook của mình đó cả nhà. Có nhiều bạn nói có bạn nó nói là bạn đó tim không có sao hết á. Không biết làm sao mà mình tim nó hơi khó. Nó bị nóng cả nhà, bị nóng. Nóng mà mặt đỏ luôn á. Rồi tai bị đau chắc tùy mỗi người cơ địa. Mình đăng cái video lên á, không biết sao á, cái hình mờ của mình á, nó mờ căm mà. Nó mờ á cả nhà. Cái mình thấy vậy mình xóa, tại vì lúc mình đăng lên Facebook á, Facebook nó có hỏi cái gì á, hỏi cảnh cáo gì đó. Rồi mình tạo cái đó. Tôi ở sự ý kiến sai. Tôi ở sự ý kiến. Mình tiêm này xong rồi 21 ngày mới tiêm. Họ sẽ ngồi khăn ha xè. Bài giờ sư hào. Bài giờ sư hào á. Bài giờ. Ồ. Thay ép lại hả?
21 ngày mới mới chích nữa cả nhà. Tại vì nó ngày nữa mới lại tiêm nữa. Ngộ quá em, mình tưởng nó là 12 tuần, ai về 21 ngày.它不是每一个，一样。每一个牌子一样的。Chồng mình nói không phải tiêm loại loại nào cũng giống đâu, tùy theo á. Thì thôi video của Nguyên đến đây là kết thúc ở cả nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên mình tiêm vaccine ra đó. Mình tiêm vaccine cơ thể mình sao sao mình chia sẻ cho anh chị em, những ai mà sợ tiêm cái này có triệu chứng gì gì á, thì mình chia sẻ cho cả nhà an toàn nha. Đừng đừng có lo, đừng có sợ, nhìn mặt ông chồng mình để sáng muốn giọng không. Cả nhà, Thôi xin chào cả xin chào nhà, cả nhà, cảm ơn cả nhà cảm rất ơn nhiều em nha. nhiều nhiều á, chung Chào. chào Ê ê ê ô treo này chèn trên nản hoa lùng. bây Chén lùng. giờ à đây đây mình phải đây mình kêu ổng nói từ lùng mà ổng nói cười con lên cười chào đau ấy bụng. rồi Quà Mỹ vừa lo con treo này, quà treo này trình lùng yeah. treo trên nản hoa vui vui chẹn tao chì sữa dâu huy chẹn trên nản hoa đi đi lùng đi chì sữa này sẽ huy chẹn trên nản hoa. Mỹ đi xưa chèn mama quên đi đi, Mỹ xưa mama chèn treo a mập để thiên tên hoa, a mập bui chèn trên nắng hoa lùng 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 bye chèn hào lại bye bye quà treo này hảo bye hào. bye Mình kêu ông nói từ lùng mà ông nói từ kia từ đau bụng luôn á trời. Ông nói xong cái mình cười hả hả, cái anh chồng mình nói cái gì vậy, cái mình nói với ông là anh đang nói từ khác đó, cười đau bụng biết xong. Tại vì á cái ngôn ngữ bên đây á, nói chuyện á cả nhà cái uốn lử lắm, còn ở tiếng Việt của mình á là nó cứng cái lử á, cho nên nói chung là kêu ảnh nói cũng hơi khó đó. Cừ đau bụng có những câu mà anh nói không được nha, mà anh nói cừ đau bụng ha lùng ha lùng quờ kinh này sĩ lùng co sĩ gì mà sĩ lùng co sĩ nguyên nguyên gì nguyên sao mà mập nguyên hiệu nguyên lùng. ê trời 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 Mình chỉ ổng kêu nói từ lùng mà ổng nói mình chỉ bậy ổng á cả nhà lùng. ơi bye bye Thôi video của Nguyên đến đây kết thúc cả nhà. Bye bye.